Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 100 tóc cần có ký hiệu là Aloe Swap này, khoảng 20 đô này các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click cho phần link mô tả dưới video mở link phong ngay tay các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Rồi, các bạn join vào các bạn, các bạn mới đập lên nè. Nhiệm vụ thứ hai các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn mới đáp lại. Nhiệm vụ thứ ba các bạn follow Twitter ra Reddit bot nè. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn trích dẫn cho bài viết đưa game nè. Các bạn tăng dài các bạn mình vào nè các bạn. Các bạn tweet lên. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi xuống đây thì các bạn khai báo thông tin thôi bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền là địa chỉ username tại Twitter của tất cả các bạn đã sẵn sàng rồi các bạn. Username Telegram chứ. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter nữa. Tiếp tục thì các bạn gửi một link review bot nè. Thì bạn vào tại Twitter của tất cả các bạn ra các bạn. Các bạn nhấp vào bao gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài này nè, các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn nhắn vô đây nè. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với bên B xe Machin Bet 20 mình trên dưới chocolate nè các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn dán vô đây nè. Tiếp tục cái mã ghép này thì các bạn đừng giúp mình A cộng anh 361, 362 mình để các bạn lên mô tả video nè các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ để mình gỡ một địa chỉ của người bạn mình các bạn. Bạn bấm gỡ là xong các bạn. Tiếp tục mình gửi đến các bạn một dự án tham gia chương trình Wallis Idol từ dự án của anh Public Sell Idol. À sorry các bạn, mình tham gia dự án là tham gia danh sách trắng để có cơ hội ICO mình mua token One trên Chupat nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở link phong tiếp theo các bạn. Đầu tiên thì full name thì các bạn điền họ và tên của tất cả các bạn. Sau này các bạn trúng ICO thì nó sẽ gửi về email của bạn hoặc là các bạn theo dõi danh sách công bố của bạn thì mình sẽ cập nhật dự án này theo các bạn. Thì đối với những bạn nào mà không có vốn mua ICO thì IDO thì mai chiều các bạn trúng được tham gia danh sách thì các bạn có thể bán được bán địa chỉ của mình dưới của tất cả các bạn nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là cộng username của tất cả các bạn nha bạn. Mỗi một địa chỉ chúng ICO này các bạn có thể bán được mấy trăm đô đó các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với RC20 như thế các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ ETH nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn nhấp tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi bạn bấm so này drop nè để các bạn mở khóa những cái nhiệm vụ này vào nè. Suchet config. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ email của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn vào email xác minh mới được các bạn. Swift credit nè, phải không ta? 5952. Cái email này không ta? 11.3 đúng rồi. 5952. Rồi các bạn mở lên phòng lỡ tiền vào 5952. Cái máy này sao kỹ ta? Máy mới đã. Rồi bạn bấm vào config nha ta các bạn. Ok, mình đã nhận được một tiết các bạn. Thì nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn bấm vào đăng các bạn mở khóa các bạn. Các bạn follow Twitter nữa nè. Trên Twitter nữa thì các bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi, các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cái máy này sẽ tự động nó yếu các bạn. Không WinV này nó chích nè các bạn. Rồi các bạn bấm I follow comment.
Rồi tiếp tục các bạn follow dự án Chupat. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn cũng điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn. A cộng win v này nè, 9 này các bạn. Ok, mình đang mong tiếp. Tiếp tục các bạn request trả pin net tại Twitter nha các bạn. Pin net thì các bạn copy hashtag này giúp mình các bạn. Tập cần này sẽ list on ban KK swap và uni swap các bạn. Các bạn copy hashtag này giúp mình. Chữ thằng nè. Rồi, các bạn sẽ chép lại. Các bạn request nè. Bạn like nè, các bạn tin nhắn cho tao quýt nè. Các bạn nhắn hashtag nó vào nha các bạn. Rồi các bạn tao quýt lên nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter các bạn. You request username. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của mình lại các bạn. Chỗ này kêu ngon lắm các bạn. Tiếp tục các bạn request Chupat nữa nè các bạn. Các bạn nhấp vào đây thôi. Bạn like, các bạn tự quyết thôi các bạn. Để tự quyết quá nó phạt tự quyết tơ các bạn. Rồi các bạn điền lại username tự quyết tơ các bạn. À không, win lên. Rồi các bạn bấm I am request comment nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh group nè. Rồi các bạn chọn sao các bạn, rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn để chọn sao các bạn. À cộng anh 301 302 các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chọn tiếp kênh group nữa nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lại nha bạn. Các bạn cũng tiếp tục điền username Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Rồi các bạn bấm I help son this channel nè. Các bạn làm những dáng này các bạn may mắn các bạn trúng vào danh sách trắng một cái. Các bạn mua, các bạn hold token các bạn có thể ít từ 10 đến 100 tài sản các bạn. Rất là ngon, mình phải rất thích là làm những kèo như thế này. Rồi. Tiếp tục thì các bạn subscribe Telegram nữa nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn tiếp tục. Bạn nào mà chúng nếu mình công bố kết quả lên, bạn nào chúng mình sẽ mua một cái tài khoản của tất cả các bạn nha bạn. Tiếp tục thì bạn follow minimum. Rồi các bạn follow nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi mình đã được bao nhiêu 44 tít đây. Tiếp tục visit website là bạn xem qua website của nó nghe các bạn. Các bạn chỉ việc nhấp vào xem qua website của nó thôi. Thì tập cần quan này đang IDO nè. Đang IDO trên dự án của Chupat. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn xem qua thôi. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào register enter, các bạn copy cái link này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tục cái tip này các bạn. Thì các bạn có nhiều tip thì cơ hội các bạn trúng danh sách trắng càng cao các bạn. Chương trình góp này còn 2 ngày nữa kết thúc rồi. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình tham gia danh sách trắng để nhận token quan đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.